Ok, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của LTG. Chúc anh em có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân nhé. Vậy là năm 2023 đã chính thức kết thúc, thế nhưng tầm ảnh hưởng của loạt hoạt hình 3D Trung Quốc vẫn không ngừng xảy ra cạnh tranh. Hôm nay mời các bạn cùng LTG đi tìm hiểu về bảng vân hợp và hiệu quả phát sóng trong năm 2023. Xin lưu ý rằng bảng này chỉ tính riêng số tập mà các bộ chiếu trong năm 2023 mà thôi. Ok, châm gió được rồi, chúng ta bắt đầu thôi. Vị trí thứ 10 của chúng ta chính là Già Thiên với con số là 26,49 triệu. Già Thiên là một bộ tiên hiệp nổi tiếng của tác giả Thần Đông, không giống như những bộ tiên hiệp khác với mở đầu là xuyên không trọng sinh hay là nhân vật chính là phế vật phải nghịch thiên trưởng thành. Già Thiên chính là câu chuyện kể về nhân vật chính bình thường phải trải qua nhiều nguy hiểm mới trưởng thành. Ở trong năm 2023, hiệu quả phát sóng của Già Thiên đạt con số 26,49 triệu, một con số mà rất nhiều những bộ phim đã ra mắt trước đó hằng mơ ước. Vị trí thứ 9 của chúng ta chính là Tinh Thần Biến phần 5 với 26,49 triệu. Tinh Thần Biến chính là một tiểu thuyết võ hiệp có nội dung về một câu chuyện tiên hiệp hoành tráng, kể về người thanh niên Tần Vũ gian khổ tu luyện, vượt hết khó khăn này đến nguy hiểm khác để lên thần giới tìm người yêu là Khương Lập. Tần Vũ đã gặp duyên kỳ ngộ học được Tinh Thần Biến công pháp của Lôi Vệ, gian khổ tu luyện để làm cho người thân của mình an toàn, nhờ sự giúp sức của Lan Thúc chú của người yêu và Nghịch Ương Tiên Đế để phi thăng lên tiên giới và thần giới. Thế nhưng rồi tại thần giới tranh đấu với cả nhà thần vương của Lôi Phạt Thành và Lôi Phạt Thiên Tôn, cuối cùng nhờ sự giúp sức của Lôi Mông phát triển lên, sau này đã sáng tạo ra Tần Mông vũ trụ của riêng mình. Ở trong năm 2023, Tinh Thần Biến đã có số là 26,49 triệu lượt. Vị trí thứ 8 của chúng ta chính là Thần Ấn Vương Tọa với 28,89 triệu. Thần Ấn Vương Tọa chính là một bộ phim hoạt hình được phát hành từ năm 2021, kể về cuộc phiêu lưu của nhân vật chính, một cậu bé tên là Long Hạo Thần. Trong hành trình khám phá thế giới này, cậu gặp gỡ và kết bạn với các nhân vật đáng yêu và đầy sức mạnh. Tuy nhiên, cậu cũng phải đối mặt với những thử thách nguy hiểm và kẻ thù tàn ác muốn chiếm đoạt Ấn Thần. Với sự giúp đỡ của bạn bè và lòng dũng cảm, Long Hạo Thần phải sử dụng sức mạnh của Ấn Thần để bảo vệ thế giới và tìm hiểu về nguồn gốc của nó. Bộ phim mang đến những cảnh quay đẹp mắt, hài hước và thông điệp về tình bạn, sự cam đảm và trách nhiệm. Trong năm 2023, Thần Ấn Vương Tọa đặt con số là 28,89 triệu. Vị trí thứ 7 của chúng ta, Sát Thủ Lưỡi Kéo, 29,71 triệu. Câu chuyện diễn ra khi mà sát thủ đang cố gắng khôi phục lại những ký ức mà anh ta đã mất. Với bộ kỹ năng chính là việc sử dụng chiếc kéo không thường xuyên, anh ta bất ngờ trở thành một mắt xích quan trọng ở trong cuộc chiến đấu giữa các băng nhóm xã hội đen. Mỗi băng đều nung nấu thù hận sâu sắc với nhau. Không chỉ là một sát thủ tài năng, anh ta còn là một thợ làm tóc khéo léo, tạo nên sự đa dạng và độc đáo trong cách anh thực hiện nhiệm vụ. Cuộc tranh giành quyền lực này lên không chỉ là một thách thức đối với sự tồn tại của sát thủ, mà còn là một hành trình khám phá về bản chất của chính mình. Vị trí thứ 6 của chúng ta, Thôn Phệ Tinh Không, 35,54 triệu. Nhân vật chính chính là La Phong, sinh ra sau thời kỳ Niết Bàn, là thời kỳ diễn ra vào đầu thế kỷ thứ 21 tại trái đất, khi mà nhân loại bị dịch bệnh diệt vong hơn 1 tỷ người. Đồng thời, bệnh dịch cũng khiến tất cả giống loài trên trái đất bị biến dị, trở nên mạnh mẽ và hùng tàn hơn. Cha mẹ của La Phong đều rất nghèo, em trai La Hòa bị liệt, cả gia đình có cuộc sống rất là khó khăn, nên La Phong từ nhỏ đã mang trong mình một nghị lực và quyết tâm rất lớn, đó là thay đổi vận mệnh gia đình của mình. Lúc đầu tầm nhìn của hắn chỉ đặt ở trong trái đất với những cường giả có lực lượng thân thể cực mạnh, nhưng dễ dàng hành tàu trong mưa bom bão đạn, chạy với vận tốc siêu thanh, tốc độ như là thiểm điện, một quyền một cước có thể phá hủy cả những tòa cao tầng. Thế nhưng bằng nghị lực phấn đấu không ngừng và có mục tiêu rõ ràng, La Phong dần trở thành người mạnh nhất trái đất với danh hiệu là tên điên, sau đó dần thăng cấp lên các vị diện khác rộng lớn hơn, rồi trở thành vị lãnh chúa tối cao trong vũ trụ. Vị trí thứ 5 của chúng ta, Tuyệt Thế Đường Môn, 37,93 triệu. Đấu La Đại Lục phần 2 Tuyệt Thế Đường Môn chính là loạt tiểu thuyết thứ 2 nối tiếp thể loại tiên hiệp huyền huyễn của tác giả Đường Gia Tam Thiếu. Đến với Đấu La Đại Lục phần 2, lúc này đã trải qua hơn 1.000 năm kể từ thời kỳ của Đường Tam và thế hệ sử lấy các thất quái cũ. Đường Môn hiện tại đang trong tình trạng suy thoái, do Đường Tam lúc này đã thăng thiên lên thần, thân giới chấp pháp giả. Không còn Đường Tam trèo lái, Đường Môn ngày một xuống dốc và suy bại. Vị trí thứ 4 của chúng ta chính là Họa Giang Hồ Chí Bất Lương Nhân phần 6 với 38,31 triệu.
Trong phần 6 của series Họa Giang Hồ Chí Bất Lương Nhân, bức tranh giang hồ rực cháy với cuộc đối đầu căng thẳng giữa giám quốc độc chiếm triều chính và đại quân Mạc Bắc, người tạo nên một bối cảnh khí thế hùng hồn. Kỳ quốc dù từng là một cây cỏ chẳng chống vững nhà, bây giờ đối diện với đại lực hùng mạnh đang dần trở thành bị đe dọa. Trong tình cảnh khó khăn này, sự xuất hiện của Lý Tình Vân, một nhân vật mạnh mẽ và thông minh, trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Anh ta đứng lên như là một nhà lãnh đạo, dẫn dắt Bất Lương Nhân, nhóm người vốn bị bách bệnh trên đường giang hồ, để phản kích và thoát khỏi đường cùng đen tối. Vị trí thứ 3 của chúng ta, Thế Giới Hoàn Mỹ với 41,91 triệu. Câu chuyện này sẽ kể về quá trình sinh ra và lớn lên của một đứa bé chí tôn cốt, nghĩa là đứa bé này có tương lai có thể sánh vai cùng với Hùng Thái Cổ, được trời cực kỳ yêu ái. Chinh chiến với Trần Hống, Kim Sĩ Đại Bằng vì có huyết mạch tinh thuần đến mức là hoàn mỹ, nguyên thuần bảo thuật của nó danh chấn thiên hạ và có thể được ghi vào sử sách của nhân tộc. Tuy nhiên, làm sao dễ dàng được vị trí tôn cốt của hắn bị người thân hãm hại và phải rút xương đổi cốt thành một phế nhân. Từ đó, hắn lánh nạn ở một thôn sơn vô cùng hẻo lánh, gặp vô số trắc trở và mọi điều không may mắn giáng xuống. Mỗi lần như thế, hắn đều như chết đi sống lại vậy. Vị trí thứ 2 của chúng ta, Đấu Phá Thương Khung phần 5 với 47,29 triệu là một bộ phim võ hiệp hấp dẫn xoay quanh cuộc đời của thiếu niên Tiêu Viêm. Câu chuyện diễn ra trong một thế giới võ thuật hỗn độn, nơi mà đấu khí và môn phái cạnh tranh quyền lực. Trên hành trình của mình, anh đã gặp gỡ những nhân vật đa dạng, từ những đồng môn tài năng đến những đối thủ hung ác. Anh phải vượt qua nhiều cuộc chiến đấu cam go, rèn luyện bản thân và khám phá những bí mật đen tối của thế giới võ thuật. Từ những trận chiến đấu đỉnh cao đến những màn đoạt quyền lực, Đột Phá Thương Khung mang đến cho người xem những cảm xúc mãnh liệt và căng thẳng. Đồng thời, câu chuyện chứa đựng thông điệp về lòng dũng cảm, sự kiên nhẫn và lòng tin của chính mình. Vị trí đầu tiên của chúng ta chính là Đấu La Đại Lục. Mặc dù chỉ chiếu 25 tập trong nửa năm, thế nhưng vẫn thu về con số xem lại với hơn 56 triệu lượt xem. Điều này đủ cho thấy Đấu La Đại Lục đã mang tầm ảnh hưởng thế nào trong năm 2023. Vậy là tổng kết năm 2023, Đấu La Đại Lục của chúng ta vẫn chiếm vị trí đầu tiên. Các bạn nghĩ sao về điều này? Đừng quên để lại ý kiến cá nhân của mình ở dưới phần bình luận của video này các bạn nhé. Cuối cùng theo TG, xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.